Lê Thắng bến chào quý vị khán thính giả trên kênh Lê Sài Gòn. Trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Nhà tài phiệt thân Putin chết một cách bí ẩn, hé lộ điều kinh hoàng từ phe đô lập. Kính thưa quý vị khán thính giả của Lê Sài Gòn thân mến, một số kênh truyền thông đưa tin, gần đây gia đình 2 tỷ phú Nga liên tiếp gặp họa diệt môn. Một người là cựu phó chủ tịch ngân hàng công nghiệp khí tự nhiên của Nga, có quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin cùng vợ và con gái. Vào ngày 18 tháng 4, gia đình ba người nhà ông đã chết trong một biệt thự ở Moscow. Một tỷ phú khác treo cổ tự vẫn ngay trong căn nhà thuê ở Tây Ban Nha. Vợ và con gái của ông cũng chết vì những vết đâm. Hãng thông tấn trung ương của Nga đưa tin, cựu phó chủ tịch Gav Rombant, ông Avizer, 51 tuổi, và người vợ Elena, 47 tuổi, đang mang thai, cùng một cô gái Maria, 13 tuổi được phát hiện đã bị bắn chết trong biệt thự. Người ta nói rằng cô con gái lớn Anastasia 26 tuổi đã không thể liên lạc được với gia đình, sau đó mới phát hiện ra thảm kịch. Truyền thông nhà nước của Nga TASS đưa tin cảnh sát đã tìm thấy 13 vũ khí, trong đó có một khẩu súng trên tay ông Aviza trong một căn hộ sang trọng trên tầng 14. Các nhà điều tra cho biết trong một tuyên bố rằng trước trường hợp suy xét được ưu tiên hiện nay là ông Aveza đã bắn vợ và các con gái của mình rồi tự sát. Nhưng cảnh sát của Nga cho biết họ sẽ điều tra những yếu tố có thể xảy ra trong công việc và cuộc sống riêng tư của ông. Ngoài giới, có nhiều giả thuyết và nguyên nhân của cái chết ba thành viên trong gia đình của ông Aveza. Gồm việc ông ghen tuông và giết người là vì nghi ngờ vợ mình đang mang thai đứa con cùng với người tài xế. Nhưng có nhiều báo cáo khác về việc liệu rằng là bà Alena có mang thai hay không. Một người hàng xóm suy đoán rằng có lẽ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã gây ra các cuộc khủng hoảng tài chính cho ông Avazov, khiến cho ông phải chịu rất nhiều những áp lực lớn nên mới giết cả gia đình, sau đó rồi tự sát. Một người hàng xóm khác tin rằng ông Avaza không thể giết người, gia đình của họ có thể đã bị sát hại. Radio Free Europe và New của Hoa Kỳ đã đưa tin về vụ thảm sát một gia đình nhà tài phiệt khác của Nga. Ông Sergey Brotosenia, 55 tuổi, với khối tài sản 433 triệu đô la Mỹ, được tìm thấy treo cổ tại nhà riêng ở khu nghỉ mát ven biển Lores de Mas tại Catalonia, nơi vợ và con gái của ông cũng bị đâm chết. Có một con dao dính máu và một chiếc rìu bên cạnh thi thể của ông. Theo báo cáo cho biết, cặp đôi này có hai người con. Người con trai lớn sinh sống ở Pháp không thể liên lạc với bố mẹ và đã gọi cảnh sát ở khu vực Catanolia. Sau khi cảnh sát kiểm tra biệt thự, họ phát hiện rằng ông đã đâm chết trong sân, thi thể của vợ và con gái của ông ở trong nhà. Hiện thì cảnh sát đang điều tra theo hai hướng. Một là ông Brotosenia dùng rìu giết vợ và con gái khi họ đang ngủ. Và hai là ai đó đã giết cả gia đình ba người. Có thông tin cho rằng, ông Brotosenia là cựu kế toán trưởng của tập đoàn khí đốt khổng lồ Novartis của Nga, Kim cựu thành viên hội đồng quản trị của công ty năng lượng và có quan hệ mật thiết với Grasbombank. Cả hai nhà tài phiệt này đều không bị đưa vào danh sách trừng phạt quốc tế trước hành động xâm lược của Ukraine vào Nga. Thưa quý vị, Giám đốc tình báo Ukraine với tình hòa của Nga muốn Putin ra đi đã xác định người quý vị. Giới tình hòa Nga được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ Tổng thống Putin theo tình báo Ukraine với một người kế nhiệm đã được tính đến. Thưa quý vị, tuyên bố gây kích động đến từ Giám đốc Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine vào hôm nay, Chủ nhật, thông qua một bài đăng trên trang Facebook chính thức của Bộ. Bài viết táo bạo bắt đầu từ câu ngộ độc, bệnh tật đột ngột, tai nạn, giới tình hoa của Nga cân nhắc khả năng loại bỏ Putin. Trong một môi trường của giới tinh hoa chính trị và kinh doanh Nga, một nhóm người có ảnh hưởng chống lại Putin đã được hình thành. Bài đăng có đoạn Mục tiêu của họ là loại bỏ Putin khỏi quyền lực càng sớm càng tốt và khôi phục các mối quan hệ kinh tế với phương Tây, vốn đã bị phá hủy do cuộc chiến với Ukraine. Theo một bài viết, nhóm người được viện dẫn không chỉ lên kế hoạch ám sát Putin mà còn quyết định chọn người kế nhiệm tiềm năng, đó chính là Alexander Bronesko, người hiện đang giữ chức vụ giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga và đang lãnh đạo hoạt động phân tích về dân số và khả năng quân sự của Ukraine trước cuộc xâm lược mới đây. Thưa quý vị, vị giám đốc tuyên bố rằng Putin và Bronisno gần đây đã có một cuộc tranh cãi gay gắt khi Tổng thống Nga đổ lỗi cho cấp dưới về những khó khăn trong việc quản tiếp Ukraine. Bonisco được cho là đang làm việc với nhóm trong giới tình hòa của Nga để tìm ra những biện pháp tiềm năng nhằm loại bỏ Putin. Chính Bonisco gần đây cũng đã không còn ủng hộ nhà độc tài của Nga Bài viết viện dẫn, lý do chính thức dẫn đến sự suy sụp của lãnh đạo giám đốc tổng cục an ninh Liên bang Nga là những tính toán sai lầm chết người trong cuộc chiến chống Ukraine. Chính Bonesco và bộ phận của ông đã phải chịu trách nhiệm phân tích quan điểm của người dân Ukraine và năng lực của quân đội Ukraine. Khả năng Putin bị buộc thôi quyền lực bằng cách ám sát hoặc là biện pháp khác đã là một chủ đề bàn tán liên tục trên chính trường thế giới kể từ khi các cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu vì một cuộc xung đột đó đã gây ra những tổn thất lớn cho người dân Ukraine và kết quả là biện pháp trừng phạt kinh tế đã làm tê liệt đối với Nga. Ý niệm này tuy gây ra tranh cãi, song vẫn tồn tại. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham thuộc bang Nam California gần đây đã bị chỉ trích vì liên tục ám chỉ rằng Putin phải bị ám sát để chấm dứt xung đột Ukraine. Các chuyên gia cảnh báo rằng những lời hùng biện như vậy có thể gây ấn tượng rằng chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ ý đồ phản nghịch. Graham nói trên Twitter vào ngày 3 tháng 3, cách duy nhất để điều này kết thúc là có ai đó ở Nga đưa thằng cha này ra ngoài. Bạn sẽ làm cho đất nước của mình và thế giới một dịch vụ tuyệt vời. Thư ký báo chí Nhà Trắng Basky đã phản bác mạnh mẽ những lời nói của ông và đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng chính quyền Biden không ủng hộ bất kỳ những hành động nào như vậy. Basky nói trong một cuộc họp báo ngay sau dòng tweet của Graham. Không, chúng tôi không ủng hộ việc họ giết nhà lãnh đạo của nước ngoài hoặc là thay thế chế độ. Đó không phải là quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ và chắc chắn không phải là một tuyên bố bạn sẽ nghe thấy từ miệng của bất kỳ ai làm việc trong chính quyền này. Tại việc Abramovich sẵn sàng bán đứng Putin để bảo vệ lợi ích của mình. Thưa quý vị, sự xuất hiện của tỷ phú Abramovich trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine khi bối cảnh chiến sự đẫm máu đã biến cho Nga và Ukraine trở thành tử thù của nhau. Là một câu hỏi lớn về mối quan hệ giữa Putin và Abramovich. Putin có mối quan hệ như thế nào với Abramovich? Năm 1996 ở 30 tuổi, Abramovich đã trở nên thân thiết với tổng thống Boris Cheres và chuyển sang lối sống trong một căn hộ bên trong của điện Kremlin theo như lời mời của Cheres. Và từ đó, sự nghiệp chính trị cũng như là làm ăn kinh tế của Abramovich thăng tiếng như diều. Năm 1999, Abramovich đã trở thành thống đốc của Kazakha ở tuổi 33, một vùng nghèo khó nhưng là một mỏ dầu khí vô tận. Justin tìm kiếm kẻ kế nhiệm có khả năng bảo vệ cho nhóm gia đình Justin và Abramovich chính là người tiến cử của Putin dành cho Justin khi mà Putin thành lập nội các đầu tiên của mình với tư cách là một thủ tướng vào năm 1999. Chính Abramovich là người phỏng vấn từng ứng cử viên trong nội các trước khi được thông qua. Năm 2007, khi hiến pháp không cho phép Putin ra tranh cử tổng thống, Putin đã tham khảo ý kiến của Abramovich. Ai sẽ là người thay thế Putin? Chính Abramovich đã tiến cử Medvedev. Tiến sĩ Chris Hustin, người viết tiểu sử của Putin, đã mô tả mối quan hệ giữa Abramovich và Putin giống như mối quan hệ giữa con trai và cha. Năm 2008, Abramovich xin được từ chức thống đốc của Kokuka. Trong lúc Medvedev làm tổng thống thì Abramovich cũng đã trở thành một tỷ phú, một nhà tài phiệt hàng đầu của Nga. Mục đích của sự rút lui khỏi chính trường của Abramovich là đứng đằng sau bảo vệ nhóm gia đình Putin. Trong cuộc chiến ban đảng giữa Boris Berezovsky là một thế lực muốn gạt bỏ Putin. Trong khoảng thời gian này, thì Boris Berezovsky, một nhà tài phiệt giàu có nắm quyền kiểm soát đài truyền hình ORT từ chỗ hậu thuẫn cho Putin đã chuyển công khai chỉ trích và tấn công chính trị vào Putin. Berezovsky và Abramovich lại có quan hệ thân thiết làm ăn với nhau. Cho nên đã dẫn đến việc Putin quyết định thanh trừng Berezovsky không thể thiếu Abramovich cả nắm được tất cả các cơ bí mật của Berezovsky. Mâu thuẫn giữa Abramovich và Bujarski xuất hiện, Abramovich đã âm thầm đứng sau cung cấp bằng chứng để Putin hạ nhục Bujarski. Putin tuyên bố rằng đã đến lúc lĩnh vực truyền thông không thể nắm trong tay các nhà tài phiệt và tiến hành điều tra các hoạt động kinh tế của Bujarski. Trong chiến dịch tấn công Bujarski, Abramovich đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ Putin. Cuối cùng thì Bujarski phải đào tẩu, sống lưu vong và chết tại Anh năm 2013. Sau khi rời khỏi vũ đài chính trị của Nga, Abramovich chính thức trở thành một doanh nhân với khối tài sản ước tính khoảng 13 tỷ đô la. Cộng đồng tin báo Hoa Kỳ tin rằng Abramovich là người vận chuyển hành lý, một người trung gian tài chính của Putin. Số tài sản này cũng cho thấy Abramovich kẻ thân tính với và Putin đã được bờ đỡ như thế nào. Đồng thời, Abramovich có rất nhiều bảo bối để có thể ràng buộc Putin. Thưa quý vị, trong thế bị Mỹ và phương Tây truy sát các hoạt động của các nhà tài phiệt nga họ phải bảo vệ lợi ích của mình cũng có thể phải bán đứng Putin vì Putin chấp nhận cho Abramovich tham gia đàm phán với Ukraine có thể nhìn nhận như sau Putin là một trùm tài phiệt với vỏ bọc chính trị và tổng thống nga cũng bị ràng buộc bởi giới tài phiệt giới tài phiệt của nga thông qua Abramovich không muốn trắng tay các bạn nhìn thái độ hung hăng của Putin đã bắt đầu can thiệp vào chính trường Zelensky đã thông qua Abramovich để nắng thóp Putin, mặc cả trong đàm phán. Giữa Zelensky và Abramovich có chung một huyết thống do Thái và thân thiện với nhau. Và ai cũng biết rằng, trong thế giới tài phiệt thì những tài phiệt do Thái chiếm đến hơn nửa sức mạnh kinh tế thế giới và lũng đoạn gần hết giới chính trị tinh hoa. Và Putin đã mất phương hướng không phải là một ngoại lệ. Quý vị thân mến, nếu như Putin đơn thuần chỉ là một kẻ độc tài thừa kế truyền thống đế quốc của Sa Hoàng để bảo vệ lợi ích của Nga, thì Abramovich không phải là công bài để ngồi dự đàm phán. Thực chất, Putin cũng chỉ là một kẻ ma đầu, một tên trùm tham nhũng, độc tài, bị các thế lực tài phiệt trói buộc. Đây chính là tử huyệt của Putin.